Vĩ Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 3 2020. Đến với VTV sáng nay gồm có phỏng vấn tìm hiểu về bầu cử 2020. Chương trình do Võ Thành Nhân thực hiện cùng với ông Đỗ Quang Tỏa. Để mở đầu, Vĩ Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 1. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc ông Đỗ Quang Tỏa để tìm hiểu về cái tiến trình mà người ta đề cử ra một cái ứng cử viên của đảng dân chủ khi ra tranh cử tổng thống thì sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi à, trước hết em xin được kính chào anh toàn được thưa chào anh nhân và xin chào toàn thể quý vị đang coi đài SPTNDC. khi mà chúng ta nói cái status có nghĩa là cái hiện nay cái cái tình trạng mà tiến cử một cái người ứng cử viên của đảng dân chủ hiện nay nó đã như thế nào rồi dạ thưa anh dạ thưa vâng trước khi trả lời câu hỏi đó chúng tôi cũng xin xác định lại một lần nữa là tại sao mỗi lần tôi lên đây với anh nhân chúng ta chỉ nói về ứng cử viên đảng dân chủ mà không nói ứng cử viên đảng cộng hòa thì cho đến giờ phút này đó thì đến 99.9% là Tổng thống Trump sẽ đương nhiên là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Do đó thì cũng không có gì để nói. Cho đến khi mà chúng ta có cái Đại hội Đảng Cộng Hòa vào tháng 8 này thì chúng tôi sẽ trở lại để phân tích những cái chương trình làm việc của Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ tới. À, do đó hiện thời đó là chúng tôi nói về các ứng cử viên Đảng Dân Chủ thì chúng ta đã biết là qua nhiều lần thảo luận với anh Nhân đó là trước đây là chúng ta có hai mươi mấy người thì đến ngày hôm qua đó cái cuộc tranh luận ở South Carolina còn có bảy người và tiến trình nó đến như thế nào thì chúng ta đã có được ba cái cuộc bầu cử sơ bộ hoặc là caucus tức là từ cái Iowa caucus tới cái New Hampshire và Bram tới cái Nevada yeah, yeah. thì cho đến giờ phút này đó thì theo cái cái cuộc điều nghiên mà có tầm diện quốc gia đó thì chúng ta thấy là ông Bernie Sanders, uh, từ nghị sĩ Sanders đứng dẫn đầu và sau đó là đến bà Warren, ông Joe Biden uh, và ông Bloomberg là bà, là bốn người đứng đứng dẫn đầu. Uh, nhưng mà điều đó là ở South Carolina đó thì cái cuộc điều nghiên chỉ ở tiểu bang này thì cho thấy là ông Biden đứng dẫn đầu và sau đó là mới đến ông Sanders thì đó là uh, là cái tình hình chung trước khi mà chúng ta có cái cuộc tranh luận tại South Carolina và thêm một cái nữa đó là năm nay chúng ta sẽ có một cái điểm rất là đặc biệt mà chúng ta có thể sẽ dành một cái buổi đặc biệt để nói về là chúng ta có một cái ẩn số là trong đảng dân chủ hiện nay ứng cử viên chúng ta có hai ông tỷ phú và hai ông tỷ phú này nó là một cái ẩn số mà cho tới giờ phút này đó là chúng ta cũng chưa biết nó sẽ ra sao tại vì thông thường thì qua các cuộc tranh luận hay là bầu cử sơ bộ người nào mà mà điểm nó quá ít đó, tức là dưới 10% đó thì thường thường là sẽ rút lui. Cái lý do chính mà phải rút lui là tại vì hết tiền rồi, không ai cho tiền nữa. Nhưng mà ngược lại đó là hai ông tỷ phú này đó, họ đã sẵn sàng bỏ ra một số tiền và họ nói là cái số tiền này sẽ đủ để cho họ đi tới cuối cùng. Do đó chúng ta sẽ rất là khó đoán dạ. là như thế nào. Kính thưa anh tỏ khi mà tối hôm qua chúng tôi theo dõi một cái cuộc debate có nghĩa là tranh luận giữa những ứng cử viên của Đảng dân chủ đó thì thấy người ta tấn công ông Sander rất là nhiều, à, có lẽ tại vì lý do là ông là người đăng lead những cái pô hay sao vậy thưa anh, anh tỏ? Dạ thưa vâng, thì sau uh, cái cuộc bầu cử ở Iowa, New Hampshire và nhất là Nevada đó thì ông Sander là đứng đầu trong cái cái cái, cái nhóm mà ứng cử viên Đảng dân chủ và kể cả các cuộc uh, uh, điều nghiên, uh, nghiên cứu của tầm mức quốc gia, ông Sander cũng là một trong những người đứng đầu. Do đó đó ngày hôm qua nếu mà họ để ông đứng đầu nữa đó và ông thắng ở cái South Carolina, ông sẽ có cái trớn, ông đi đến cái Super Tuesday, tức là ngày mùng 3 tháng 3, trong đó là có 14 uh, tiểu bang mà cũng sẽ đi, đi bầu đó. Thì cái Super Tuesday nó sẽ, sẽ gồm có tới 40% tổng số các đại biểu quốc đại biểu mà để đi đến cái, 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 cái đại National hội đại. hội đảng. Do đó, nếu mà ông thắng như vậy đó thì kể như là khó bắt kịp ông lắm. Do đó, tất cả mọi người là nhắm vô ông Sander ngày hôm qua và chúng ta nhớ lại ở Nevada đó thì tất cả mọi người đánh ông Bloomberg là tại vì cho là ông dùng tiền để mua cuộc bầu cử và và kỳ này đó thì là ở South Carolina nhắm vào ông Sander và họ cũng đánh luôn cái chính sách chính của ông tức là Medicare for All tức là chính sách bảo hiểm y tế do chính phủ cung cấp cho tất cả mọi người vì họ cho là cái chính sách đó thứ nhất là quá tốn kém không có đủ tiền để lo và thứ nhì nữa là quốc hội sẽ không bao giờ Uh, phê chuẩn cho ông uh, để được có cái chính sách như vậy. Đó là cái mà họ đánh uh, thêm cái nữa đó, là ngày hôm qua thì tôi thực sự không thấy người nào là uh, rõ ràng là một người chiến thắng trong cái cuộc tranh luận ngày hôm qua tại vì tất cả mọi người đều rất thủ thế. Uh, thứ nhất là ông Biden tại vì ông đứng được coi như là dẫn đầu ở South Carolina thành thử ông rất là kỹ lưỡng, ông thủ thế và mọi người thành thử thay vì tranh luận thì tôi thấy mọi người có vẻ giống như là đi campaign tức là đi tranh cử nói về mình là nhiều hơn nhất là cái câu hỏi cuối cùng như anh nhân với chúng ta đều thấy đó, họ hỏi câu cuối cùng là uh, những cái điều gì mà uh, mọi người hiểu lầm về ông hay bà nhiều nhất thì bà Warren nó thường thường là rất là siêu nhớ hôm qua bà lại không nghĩ ra bà lại nói là uh, họ nghĩ là tôi ăn ít nhưng mà tôi ăn rất nhiều McDonald no, không có không có ý nghĩa gì hay là ông ông uh, ông Biden, Biden thì ông ừ. nói là họ nghĩ là tôi có nhiều tóc hơn là tôi uh, ít tóc hơn đại khái vậy đó thành thử là những cái, cái tôi tôi cũng hơi ngạc nhiên là tại vì cái cái câu kết luận đó thường thường trong các debate là, là cái câu mà người rất ta nhớ đồng. rất yeah. là quan trọng thứ yeah. nhất là mình không bao giờ thú nhận cái tội gì hết nên mình phải nói có tính cách như là positive thay vì thành thử là và cuối cùng hết đó, là cái cuộc tranh luận ngày hôm qua đó là có hai ông tỷ phú thì nó rất là khó khăn là tại vì đó là những cái cuộc tranh luận và cái bầu cử sơ bộ đó là để họ lọc lại coi những người nào có đủ phiếu hay là đủ sự tín nhiệm của cử tri và sau đó đó thì sẽ có một số người rút lui lý do chính mà rút lui là không còn tiền nữa không rê được tiền nữa thì phải rút lui giống như chúng ta đã thấy uh, trong quá khứ uh, nhưng mà đều đó có hai ông tỷ phú này và ngày hôm qua ông xác xác nhận là ông đủ tiền để đi tới cùng tới cùng này mình cũng không biết là tới cùng là tới ngày bầu cử vào ngày tháng 11 hay là tới cùng là cho đến đại hội đảng. Tại vì đó là tổng thống Trump bây giờ đương dẫn đầu về cái vấn đề mà gây quỹ hơn 300 triệu. Đó là từ trước đến giờ là chưa có tổng thống đương nhiệm nào mà rê được nhiều tiền như vậy. Tại vì tổng thống Trump là ông đã thiết lập một cái ủy ban tranh cử ngay sau khi ông vừa mới đắc cử tổng thống do đó. Nhưng mà đều ông ông Bloomberg sẵn sàng là nói là tôi sẵn sàng bỏ ra tới 1 tỷ đồng. Yeah. Do đó tình được có nhiều cái cái ẩn số Mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị à, vừa rồi là phần 1 của chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và chúng tôi sẽ trả lời trong phần 2. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Quý vị có thể được khai thuế miễn phí các thiện nguyện viên đã được sở IRS chứng nhận và có thể giúp quý vị nhận được tiền đóng thuế được hoàn trả lại và giúp xác định quý vị có hội đủ điều kiện để nhận tiền phụ trợ liên bang. Nếu quý vị hay gia đình của quý vị có thu nhập dưới 56.000 trong năm 2019, quý vị có thể nhận được dịch vụ miễn phí này. Có nhiều địa điểm phục vụ dịch vụ này ở phía Bắc Virginia. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin hãy vào trang mạng www.nvacash.org. Từ cuối tháng Giêng đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 có các dịch vụ như sau. Khai thuế miễn phí, khai thuế hồ sơ qua mạng điện tử miễn phí, in ấn miễn phí. Xin quý vị hãy mang theo các giấy tờ sau đây. Thẻ căn cước của quý vị có hình, thẻ an sinh xã hội, Tất cả giấy tờ về thu nhập, mẫu đơn W-2, WP, W-2G, N-1099. Tất cả các hồ sơ thu nhập của mỗi người có đi làm trong gia đình. Tờ check không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng. Các giấy tờ biên lai chi phí, chi phí chăm sóc các người phụ thuộc, chi phí liên quan đến giáo dục, tiền lãi trả cho khoản tiền mua nhà, bằng chứng về bảo hiểm y tế. Ví dụ đơn 1095A. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin quý vị gọi cho Fairfax County, Ban dịch vụ gia đình ở số điện thoại 703 324 7280. Thư mời. Nhân dịp lễ dỗ cha Francisco Trương Bửu Diệp, trân trọng kính mời quý ông bà, cô bác và toàn thể anh chị em đến tham dự lễ dỗ vào lúc 11 giờ ngày Chủ nhật, 8 tháng 3 năm 2020. Tại vườn trái cây La Vang, 9203 Stringfellow Road, San James City, Florida 33956. Sau lễ dỗ, xin kính mời quý vị dùng bữa cơm thân mật cùng với ban tổ chức. Mọi liên lạc xin gọi anh Jimmy 239 222 3323 hoặc chị Tuyết 727 403 3355. Xin chân thành cảm tạ và rất mong được đón tiếp quý vị ban tổ chức trân trọng kính mời